hàng của tôi đâu nhỉ? Hàng của anh đây ạ. À, ok, đây, tiền. Ờ, không cần đâu. Mọi chuyện vẫn ổn, hai cậu yên tâm. Cậu còn thật đấy. Hiểu chưa?
hành động thôi. Có sao không? Đúng sao? Chúng ta về rồi. Hành động của mình nữa. Ừ, tớ biết rồi. Bắn họ! Các cậu, tẩn nhau ra. Ok. Sống sao, an toàn rồi, tôi đi về luôn.